Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video này. Ngày hôm nay thì mình là Thế Vũ và hôm nay mình sẽ hướng dẫn hang sen cho chị Nương. À, chị Nương giới thiệu một chút bản thân mình cho chị Nương. À, chào mọi người, Nương cũng là một giáo viên yoga nhưng mà biết đến thầy Vũ rất là giỏi trong cái hang sen cho nên mình đến đây để mình học cái môn hang sen của thầy Vũ. Dạ, em rất cảm ơn chị Nương đã tin tưởng và tin vào cái khả năng của em để mà hướng dẫn cho chị và em. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2021 là ngày đầu tiên em dạy chị và em sẽ cố gắng hướng dẫn chị bằng hết tất cả khả năng em, hy vọng chị sẽ giỏi và có thể truyền đạt những hang sen đến với mọi người. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều.